Xin chào mọi người, mình là ông chú Dễ đây. Và rất có thể video này chính là video cuối cùng của bản cập nhật 10.2 Lockroot nha mọi người. Và các bạn cũng biết rằng là sáng hôm nay chính là ngày bản cập nhật 10.3 được ra mắt. Tuy nhiên thì đến phút 90, admin lại bắt đầu quay xe mọi người. Thì ổng lại là đăng một cái video showcase về skill của trái báo đốm nha. Cho nên là ổng là quyết định delay thêm một lần nữa mọi người. Thì ổng có đăng lên Twitter. Ok, và các bạn gọi là hãy tận hưởng video này về bản cập nhật của F2 nhé. Bởi vì đây chính là video cuối cùng về nó rồi, các bạn sẽ không thể nào gọi là trải nghiệm được nó một lần nữa vào ngày mai nữa đâu. Ok, thì mời các bạn xem video. Thì đầu tiên các bạn có thể biết rằng đó chính là thông tin và admin delay, các bạn cũng biết hồi sáng đúng không? Dành cho những bạn nào mà chưa biết thôi. Thì ổng lại bắt đầu delay rồi ổng ra một cái video về cái video showcase cho báo đớn, các bạn hãy lên YouTube và xem nhé. Thì ổng delay là vào ổng delay thêm cái update F3 là thêm 24 giờ nữa mọi người. Như vậy là chúng ta sẽ được gọi là chơi vào ngày mai nha, vào ngày chủ nhật mọi người. Thì nó cũng rất là, cũng khá là ổn mọi người. Bởi vì do ngày mai chủ nhật thì tất cả mọi người đều được nghỉ, không có ai đi học nữa. Cho nên là chơi Lockroot thì cũng khá là ổn luôn đúng không? Quá hợp lý rồi. Thì lần này thì ổng delay thì cũng không có gọi là bực tức bằng những lần trước mọi người. Tại cũng chỉ có 24 giờ thôi mà. Các bạn nên là đợi một tuần được thì không lẽ 24 giờ đợi không được đúng không? Với lại thời gian chính thức của ổng delay chính là vào ngày 8 giờ sáng ngày mai nha mọi người. Vậy là vào 8 giờ sáng ngày mai chủ nhật chúng ta sẽ được chơi bản cập nhật 10.3. Và có thể ông sẽ delay thêm một tầm 1-2 tiếng thôi, nếu vậy là tầm 9 giờ hoặc 10 giờ thì chúng ta sẽ chơi thôi nha mọi người, cũng không có gì là lo lắng lắm mọi người. Ok, chúng ta gọi là hôm nay gắng trải nghiệm bản cập nhật Pack 2 thôi. Thì mình nói cái video này gọi là video cuối cùng của bản Pack 2 thì cũng không có gì sai lắm mọi người. Tại vì ngày mai chính là ngày gọi là cập nhật mới Pack 2 rồi, mà các bạn biết rằng bản cập nhật Pack 3 thì mọi thứ đều được thay đổi và ông nói là sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới nha. Bởi vì cũng đúng mọi người, những trái quỷ và những cái gọi là tộc hay là gì đó nó đều thay đổi lại, và kể cả skill lướt nè hay là đánh nhau thì nó đều thay lại hết luôn. Cho nên là chúng ta sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn mới. Vì vậy bản cập nhật Pack 2 các bạn không thể nào tìm lại được đâu. Cho nên là bây giờ mình phải tận hưởng thôi mọi người. Admin là chúng ta cho chúng ta một thời gian rồi làm một ngày để chúng ta trải nghiệm lại cái bản Pack 2 cũng ổn luôn mọi người. Đấy, còn bây giờ thì đội ngủ và ổng thì đang là cố gắng fix lại lỗi hay làm gì cho mọi người đó. Đến mức là đội ngủ ổng cũng chưa ăn uống gì luôn, nói chung là quên ăn quên ngủ mọi người. Nó cũng tội cho đội ngủ thì anh em cũng thông cảm cho admin nha. Thì lần này mình cũng không gọi là tô xích với admin lắm, thì chúng ta cũng update thôi mọi người. Thế nào cũng phải update thôi. Thì ngày mai là ổng ghi là chắc chắn 100% sẽ update nha. Cho nên là chủ nhật ngày mai sẽ sáng thứ nhật là mình sẽ livestream buổi sáng nha mọi người. Còn bây giờ mình coi lại những cái vật phẩm nào mà nó chưa là sửa lại nè. Ví dụ như là ví dụ cây Buddy Sword thì mọi người đã bây giờ nó cầm gì nè, update sao nó sẽ đổi lại. Và bây giờ các bạn gán vào game đi và tìm lại những cái trái quỷ nào mà các bạn là yêu quý, bạn gán sử dụng chơi đi nha. Đấy chứ bây giờ update sao là nó sẽ thay đổi hết luôn. Đặc biệt là trái băng mọi người, trái băng bây giờ thì nó bình thường như vậy này đúng không? Nhưng update sao thì nó sẽ được thay đổi thành một trái băng như là Ranby Online. Cho nên là các bạn không nên là tìm lại những trái băng như vậy đâu. Vì thế là anh em hãy gán tranh thủ vào và trải nghiệm lại những cái này lần cuối nha mọi người. Ngày mai là nó sẽ gọi là nó sẽ không có còn bản cập nhật Pack 2 nữa thì cũng khá là buồn, nhưng không sao anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu là ra một trang mới, là ra tiếp theo một trang mới của Lockroot nha. Và mình rất là chờ đợi vào ngày mai luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày tốt lành nha. Hẹn anh em vào 7 giờ sáng ngày mai mình livestream nha, không update. Bye bye mọi người.